Bị khởi tố vì đánh bạc, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long có bị cấm diễn? Trước lệnh khởi tố bị can đối với nghệ sĩ Kim Tử Long, lãnh đạo nhà hát Trần Hữu Trang đều khẳng định sẽ chờ quyết định của pháp luật với nghệ sĩ này. Trước đó vào ngày 19 tháng 7, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, người tham gia cờ bạc sẽ bị cơ quan công an xử lý, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, đối với một nghệ sĩ để lại hình ảnh tiếng tăm xấu trong mắt công chúng thì sẽ bị xem xét tư cách đạo đức, xem họ có phù hợp để được cấp chứng chỉ hành nghề hay không. Tuy nhiên, xét trong trường hợp cụ thể là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, người vừa bị khởi tố vì tội đánh bạc tại Vĩnh Long ngày 26 tháng 6. Sáng ngày 11 tháng 9, trao đổi với phóng viên báo Dân Trí, ông Phan Quốc Hùng, giám đốc nhà hát Trần Hữu Trang, nơi mà Kim Tử Long vừa tham gia dự án tái dựng vở kịch tiền tỷ, chiếc áo thiên nga cho biết nếu chưa có án phạt của pháp luật đưa ra, chúng tôi vẫn sẽ để Kim Tử Long diễn. Trừ khi có án phạt cụ thể, chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm trình. Đồng thời ông Hùng cũng khẳng định Kim Tử Long không thuộc biên chế của nhà hát Trần Hữu Trang là nghệ sĩ tự do nên ông cũng không thể quản lý hay cấm diễn với anh bên ngoài phạm vi nhà hát Trần Hữu Trang. Trưởng phòng quản lý nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định hiện tại Sở chưa nhận được công văn chính thức nào về việc nghệ sĩ Kim Tử Long bị khởi tố. Tôi mới chỉ nắm được thông tin thông qua báo chí. Khi chưa có quyết định chính thức từ trên, chúng tôi chưa thể trả lời được gì cả. Tuy nhiên, vị này cũng nói thêm rằng nếu chưa có án phạt đưa ra, sở cũng sẽ chưa đưa vội quyết định của mình.